Xin kính chào tất cả mọi người. Đây ạ. Đây là những gì em muốn nói với tất cả mọi người đây ạ. Một sản phẩm vừa mới ra mắt cách đây chỉ vài phút đồng hồ thôi. Đây. Không để mọi người chờ lâu nữa, em sẽ đi một vòng để mọi người có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của nhân vật chính của công ty em buổi tối ngày hôm nay. Hàng quá đẹp phải không các bác? Đây là tấm cấm hồng của bên em này. Ơi, mọi người có thể chiêm ngưỡng được mọi cái góc cạnh của em, nó rất là đẹp, rất là sang trọng, cực kỳ là hoàn hảo luôn. Đấy, em chào anh Đinh Cường ạ, chúc anh và gia đình buổi chiều vui vẻ nhá, buổi chiều tối vui vẻ nhá. Em chào anh Bùi Thủy ạ, hello anh, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Đây là nhân vật chính của công ty em ngày hôm nay. Đây là tấm cấm hồng siêu chun. Vâng, quá là xuất sắc đi. Tại sao nó lại đẹp như vậy? Long lanh nhở. Đây là tấm hàng cật này. Tấm hàng em rất là ưng ý luôn. Cực kỳ đẹp. Rất là long lanh, lấp lánh, long lanh. À, đây. Các bác nhìn này, bên em để cả bìa cho nó đẹp tự nhiên, thì mọi người có thể phân biệt được gỗ gì với gỗ gì thì bên em để các bìa đây ạ. Bìa thì được xử lý rất là cẩn thận rồi, các bác yên tâm nhá. Đây này, tấm hàng cật này. Đấy. Đấy. Chun này. Đấy. Wow. Tấm này thì có kích thước như sau ạ. Tấm này thì có chiều dài là 3m17, rộng ở đầu gốc là 1m93, ở phần ngọn là 1m90 và dày 20cm. Kích thước chuẩn, phù hợp với mọi không gian của ngôi nhà. Đấy, đặt vào phòng khách thì thôi rồi. Em đứng xa xa một chút để mọi người có thể nhìn ngắm em ấy rõ hơn. Bác nhìn này, đẹp nhờ. Đây, ngay cả cái cạnh của nó này, cạnh bên hông của nó cũng thể hiện được tấm này rất là chun như nào. Anh Thanh gọi cho anh ạ. Anh Thanh xe. Các bác nhìn này, chun này. Đấy, rất là đẹp. Cái mặt như thế này còn chê vào đâu nữa. Em chào anh Minh Tuấn ạ. Em chào tất cả các anh. Nhìn long lanh nhờ. Em chào anh Bùi Văn Tuyên ạ. Cấm hồng nha em, toàn hàng đẳng cấp thôi. Đấy, các bác nhìn thấy mê không? Quá mê đi. Em chào anh Trần Đinh ạ. Hello anh. Nhìn này, đẹp không tì vết luôn. Em xin cam kết là đẹp sáu mặt cho các anh các chị nhá. Em chào anh Hương Huyền ạ. Đấy. Này. Tìm đâu ra một tấm đẹp như thế này nữa. Em xin phép được quay gần hơn nhá, để mọi người có thể ngắm nhìn em ấy một cách rõ ràng nhất này. Đấy. Chun này, nu này. Đấy. Vân rối rất là đẹp. Đây là cái phần cật nhất này. Phần cật nhất của cái tấm, tức là phần không bám tim, không bám giác. Không bám tim, không bám giác, không nứt không nẻ gì hết. Em chào anh Huyền Hương ạ. Anh ơi, giá như thế nào thì anh cứ nhắn tin cho em nhá. Nhắn tin là để lại số điện thoại cho em sẽ trực tiếp gọi cho anh ạ. Đấy, rất là tuyệt vời.
gỗ gỗ cấm hồng anh nhá, cấm hồng chun đấy ạ, cấm hồng chun đấy các bác nhìn này, chun của nó đều khắp bề mặt, nhìn như những cái con sóng mà đang vỗ vào đất liền đấy ạ, vỗ mãi mà chưa thấy bờ, từng đợt một. Những cái tấm phản ngựa này thì bên em đã hấp sấy rất là kỹ lưỡng rồi, hấp sấy gần 2 tháng trời rồi mới cho ra mắt anh em bạn bè à. Đấy, nên các bác yên tâm, đừng có bao giờ hỏi nó có bị cong vênh hay không, nó có bị nứt hay không, thì bên em xin cam kết là không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu, hàng hấp sấy rất là kỹ rồi đấy. Dạ vâng, em xin nhắc lại một chút về kích thước của tấm cấm hồng này như sau ạ. Tấm cấm hồng này có chiều dài là 3m17, có phần rộng ở phần gốc là 1m93, rộng ở phần ngọn kia, xa xa kia là 1m90 và dày 20cm, kích thước chuẩn. Đây này, đấy, các bác nhìn là mê đúng không? Bác nào mà yêu đồ gỗ thì không tìm những tấm như thế này để chơi thì tìm những tấm như thế nào nữa, tìm đâu ra nữa. Hàng quá là long lanh. Em cho anh Hào Hảo á. Nhìn này, các bác nhìn này, em quay gần hơn nhá. Đấy, em cho anh Nguyễn Toàn. Đấy, chun này, cạnh này, cạnh hàng cật này. Đấy, mê chưa. Em cho anh Long Nguyễn ạ. Đấy, đấy, nu này, nu nu nu. Vâng ạ, ok anh. Anh cứ để lại số điện thoại cho em sẽ trực tiếp inbox cho anh nhá. Em sẽ trực tiếp gọi và liên lạc cho anh. Mê nhỉ. Để cá bìa trông rất là tự nhiên, rất là đẳng cấp. Nhìn rất là yêu. Kích thước 3 vòng em ấy cũng chuẩn nữa, phù hợp với tất cả không gian của gia đình mình. Làm bạn ăn cũng được. Đấy, làm bộ sập để anh em bạn bè tới ăn uống cũng như là uống nước chè rất là hợp lý luôn. Bác nào mà yêu đồ gỗ mà không mua tấm này thì cũng rất là tiếc luôn, em nói thẳng. Em chào anh Hồ Huy Hoàng ạ. Đấy, chun này. Hàng bên em thì đã qua hấp sấy, đẹp 6 mặt nhá, rất là long lanh. Đẹp mê ly luôn. Bác nhìn mê chưa. Em chào anh Đặng Quốc Hùng ạ. Chào tất cả mọi người. Rồi đây. Em chào anh Tống Văn Đăng ạ. Hàng đẹp các bác nhờ, yêu nhờ.
Đây ạ, em chào anh Tuấn Đình. Chào tất cả các anh. Hàng đẹp như thế này không mua thì bao giờ mới mua nữa. Sắp đến Tết rồi, hãy lựa chọn cho mình những cái sản phẩm đẹp nhất để trang trí thêm ngôi nhà của mình cho nó sang trọng và lịch sự hơn. Đây chính là cơ sở 2 của công ty bên em. Cơ sở 1 đang hấp xấy rất là nhiều những cái sản phẩm, hàng trăm bộ chiếu ngựa khác để phục vụ mọi người dịp Noel này và dịp Tết sắp tới gần rồi. Thời điểm này mua sắm những cái bộ chiếu ngựa đúng là thời điểm vàng luôn. Mà là các bác đặt hàng ấy thì rất là phù hợp vì là hàng phải qua hấp sấy nữa bên em mới dám mang ra làm cũng như là bàn giao tới khách hàng. Phải kinh doanh phải đặt uy tín lên hàng đầu. Vâng, em chào anh Trần Tuấn, em chào anh Duy Trần ạ. Chào tất cả các anh. Rồi. Mili. Đẹp quá. Tấm này thì bên em để các bìa nhá. Nhưng mà bìa đã được xử lý rất là cẩn thận rồi. Mọi người có thể yên tâm sử dụng nhá. Hàng long lanh lấp lánh. Này, các bác nhìn này. Ngay cả cái cạnh này, các bác nhìn, các bác là thợ này, nhìn chun này. Đấy, chun kinh khủng. Cạnh mà chun như thế này chứng tỏ cái bề mặt của nó rất là đẹp rồi, không thể chê vào đâu được. Nu. Đấy, nu đều khắp bề mặt luôn, sợ thật đấy. Đấy. Vân dối. Quá đẹp. Đấy. Quá. Rồi. Em xin phép kết thúc lại stream tại đây. Nếu mà mọi người yêu em ấy, muốn rước em ấy về, nếu mà các bác yêu em ấy thì mau rước em ấy về đi. Để em ấy làm đẹp cho không gian ngôi nhà của các anh các chị và các bạn nhá. Chào tất cả mọi người.